Đây là điều mà nhiều YouTuber hay gặp phải phần 2. Và hôm nay Duy Vũ sẽ chia sẻ tất cả anh chị các bạn chúng ta biết cái điều này. Và với cái phần 2 này có hai vấn đề mà Duy muốn chia sẻ ngắn gọn xúc tích của chúng ta đó là liên quan về nguyên tắc cộng đồng và bản quyền YouTube. Khi chúng ta làm trên YouTube, khi chúng ta đã có một cái biệt hiệu biệt danh là YouTuber thì chắc chắn các bạn đang khai thác và kiếm tiền YouTube. Thế thì khi kiếm tiền YouTube các bạn sẽ gặp phải cái điều gì trong phần 2 này? Phần 2 này cái điều mà các bạn đang nhìn trực tiếp trên màn hình đây Duy BKT muốn chia sẻ cho chúng ta Gần đây Duy có chia sẻ cho chúng ta một cái nội dung liên quan về cái vấn đề YouTube đang quét Quét rất mạnh trong cái dịp cuối năm của năm 2022 Không chỉ với các kênh to mà kênh bé cũng đều bị quét hết Cụ thể như các bạn đang nhìn trên màn hình Với một cái kênh mà Duy BKT chia sẻ liên quan về website Thế thì ở đó các bạn có thể thấy rằng là ở đây nó có một cái vấn đề về vi phạm chính sách đó là Chính sách về vi phạm quấy dối. Đây là một trong các nội dung mà gần đây có nhiều bạn chia sẻ với Duy rằng là uh, video của em đăng cách đây 2 năm, 3 năm, uh, 5 năm, 6 năm. Uh, uh, trong các cái năm đó chả bị gì cả. Gần đây thì bị Youtube quét uh, cho cái dính vào cái nỗi đó là vi phạm chính sách quấy dối. Rồi là bắt nạt uh, trên Youtube rất là nhiều vấn đề như vậy. Và rồi dính vấn đề về nguyên tắc cộng đồng. Và các bạn ấy không hiểu lý do tại sao. Thì đấy là một trong cái điều mà chia sẻ các bạn là gì? Đó, những cái vấn đề các bạn đang chia sẻ thì Duy muốn lấy ngay chính ví dụ minh họa của cá nhân của Duy BKT để chia sẻ các bạn có thể thấy. Và với cái dạng một cái video Duy có hướng dẫn mọi người mua tên miền thì chúng ta thấy là gì? Ở trong cái video đó thì nó có cái thông tin cá nhân cũng như có cái thông tin mà Duy chia sẻ hướng dẫn mọi người mua cái tên miền để tạo ra cái website. Thế thì các cái thông tin đó các bạn cũng có thể thấy là gì? Đó là những cái vấn đề mà chúng ta đang đã để nộ thông tin cá nhân. Và vâng, thế thì từ đó các bạn thấy một cái vấn đề là gì? Đó là quy định chính sách của YouTube mẹ rất là nghiêm và có sự update cập nhật liên tục. Và đây chính là cái điều mà các bạn cũng phải chú ý rằng là gì? Video của bạn thời điểm hiện tại có thể chưa quét. Nội dung của bạn có thể hiện tại vẫn đang kiếm tiền tốt. Nhưng khi đã quét vào các cái nội dung đó thì bất kể các kênh đó các bạn là kênh nhỏ, kênh bé hay kênh to thì đều sẽ bị quét. Và đó chính là cái điều mà các bạn thấy đó, những cái dịp cuối năm hay là những cái dịp mà tổng tiền hay thanh toán tiền đều như vậy. Và bây giờ thì các bạn thấy là gì? Mọi thứ đang có những cái sự thay đổi trên kênh youtube của bạn như thế nào. Thì trong những cái gần đây, trên cái nổ phát trực tiếp trên youtube của Duy KT, thì trong cái cái nội dung video này, trong nội dung phát trực tiếp này, Duy và KT đồng chia sẻ rất là kỹ và cũng rất là nhiều các câu hỏi hay. Những bạn nào xem, chưa xem, mà chúng ta có thể xem để chúng ta biết rằng là cuối năm nào youtube thì cần lưu ý những vấn đề gì và rồi các bạn thấy một điều là thiết định quay trở lại cái nội dung liên quan đến nguyên tắc cộng đồng và đặc biệt là về chính sách về hành vi quấy rối. Đây là cái điều là trong quá trình khi các bạn tham gia trên YouTube với cái quy định trên YouTube ý, thì càng ngày nó càng có sự rất là gắt và đấy cũng là một trong các cái vấn đề mà update cập nhật trên của YouTube họ cập nhật liên tục chứ không bao giờ dừng lại. Thế khi các bạn mà thời điểm hiện tại các bạn đang có các cái nội dung video hướng dẫn mà có các cái nội dung video mà chia sẻ các cái thông tin cá nhân hay rằng là liên quan vấn đề về mua bán gì đó trên youtube hay chia sẻ vấn đề về đăng tải video hay chia sẻ về cái vấn đề mà nách các cái luật gì đó trên youtube thì các bạn nhớ rằng là gì đấy là những cái điều mà các bạn phải hết sức chú ý lưu ý nếu như các bạn đang tham gia kiếm tiền thì có các video đó các bạn hãy nên ẩn đi để tránh tình trạng là youtube quét giống như cái kênh nhỏ bé này của gmkt thì các bạn thấy là gì sẽ không tốt cho kênh youtube của bạn một chút nào và để tìm hiểu về nó thì đó chính là cái vấn đề mà các bạn cần phải xem các cái vấn đề về nguyên tắc cộng đồng. Đấy, vấn đề nguyên tắc cộng đồng đây. Thì vấn đề nguyên tắc cộng đồng là gì là có rất là nhiều những cái thứ để các bạn cần phải update cập nhật. Và đặc biệt rằng là trong quá trình các bạn đi kiếm tiền hay các bạn muốn đi bền đi dài thì đây là một trong các cái nội dung mà Duy nhắc rất nhiều trong các cái năm qua. Thì các bạn nhớ rằng là hãy cập nhật nó, hãy biết về nó, tìm hiểu về nó để rồi các bạn có những hướng đi, có những cái chế tài tốt trong quá trình đi kiếm tiền, phát triển trên YouTube. Và đó là cái điều mà nhiều youtuber thường hay bỏ qua và hay mắc phải nhất. Đa phần là các bạn chỉ biết đăng video, tải video lên thôi. Và các bạn quên mất rằng chúng ta phải cần cập nhật các chính sách này. Đấy là cái nội dung mà Duy muốn chia sẻ cho chúng ta. Cho nên là tất cả các cái vấn đề khi các bạn mà đăng tải các cái nội dung đó lên cho dù là vài năm hay là nhiều năm hay là quá trình bạn các bạn đang kiếm tiền ngon thì bất kể một ngày đó, bất kể thình lình trên đấy có nội dung chia sẻ các cái thông tin của những người khác thì chắc chắn là gì các bạn sẽ vi phạm cái chính sách đó và rồi hãy nhớ rằng cái nguyên tắc cộng đồng này thì không bao giờ nó dừng lại mà nó có sự cập nhật liên tục và nó cũng có sự thay đổi liên tục thông qua từng chính sách cho nên đấy là cái điều mà khi các bạn đi kiếm tiền phải cần có sự update và cập nhật đấy là cái điều đầu tiên mà duy mà kt muốn chia sẻ cho các bạn cái vấn đề số 2 trong nguyên tắc cộng đồng này thế thì nếu như các video của các bạn mà không có thông tin đó vô tình quét nhầm phải thì chắc chắn rồi ở đây nó có cái mục đó là khiếu nại tại đây đấy các bạn thấy rằng nó bị nhầm lẫn hay gì đó các bạn sẽ nhấn vào mục tại đây và sẽ đưa đến cái mục để cho các bạn có thể khiếu nại các cái thông tin đó sẽ hiện lên cái thông tin mà video của bạn đang bị khiếu nại cái vấn đề gì đấy các bạn muốn xem xét thì các bạn nhấn vào mục nó là bắt đầu xem xét và rồi các bạn sẽ tuân thủ thông qua các cái chính sách này đó và các bạn triển khai các bạn nhấn tiếp theo các thứ đấy ví dụ như video này là duy hướng dẫn liên quan về mua bán tiền miền và trên đó có độ ra cái thông tin cá nhân thì bạn thấy là gì là vi phạm đấy cho nên là đây là cái điều mà các bạn ở đây thì duy không có nhấn tiếp tục nữa bởi vì cái video này thì đúng là nó vi phạm thật cho nên là ở đây thì duy không muốn nhấn tiếp theo nữa duy tắt nó đi ok chưa nào đấy là cái điều đầu tiên mà duy muốn chia sẻ còn khi các bạn mà xác định rằng nó mà nó hiểu nhầm nó có vấn đề gì đó thì các bạn cứ thế các bạn nhấn vào cái ấn tiếp theo hoàn thành các cái bước xem xét ở cái vấn đề này đấy họ sẽ kiểm tra các nội dung thông tin của các bạn để rồi xem xét cái nội dung của bạn đấy là cái điều mà duy muốn chia sẻ về nguyên tắc cộng đồng và về cái vấn đề mà cuối năm nó quét là như vậy và vâng tiếp theo nữa một cái vấn đề liên quan về bản quyền thì cụ thể giống như các bạn đang trên màn hình với cái dạng nội dung giống như cái kênh này thì bạn thấy là gì họ có những cái dạng video đang kiếm tiền và có những cái dạng video mà hiện tại không kiếm được tiền không đủ kiểu điều điều kiện kiếm tiền bởi vì do khiếu nại bản quyền đây là cái điều mà các bạn phải hết sức lưu ý trong quá trình đi kiếm tiền trên YouTube. Thời điểm đầu nếu như mà các bạn là một người mới thì bạn thấy là gì, có khi các bạn không bao giờ để ý cái này quá nhiều. Và đôi khi có nhiều bạn là gì chúng ta không suy nghĩ cái vấn đề bản quyền là gì, chúng ta chỉ chăm chăm đó là sắp bao nhiêu và view bao nhiêu. Đấy thường cái thời điểm hiện tại các bạn chỉ quan tâm hai cái chỉ số đó là lượng đăng ký và lượng lượt xem. Thế thì bạn thấy là gì? Với các cái dạng đó đấy mới chỉ là khởi điểm đầu khi các bạn là gì cảm thấy cái hứng thú nhẹ nhẹ như vậy thôi nhưng trong quá trình các bạn đi kiếm tiền sau này nếu như mà các bạn cứ bị dính cái vấn đề về khiếu nại bản quyền này và các bạn khi bật kiếm tiền mà dính vào cái mục đó là không đủ điều kiện thì coi như số tiền của bạn sẽ là số không tròn tròn trĩnh cho dù các bạn có bao nhiêu view có hàng triệu view thì đồng nghĩa với việc là số không nó vẫn là số không cho nên các bạn phải hết sức lưu ý cho duy những cái vấn đề bản quyền đặc biệt những cái vấn đề liên quan về sử dụng nhạc những cái bạn nào là người mới thì chúng ta cần phải tìm hiểu nó và cần phải có cái hướng đi tốt cho các cái nội dung đấy và cái cần phải biết là rằng ạ, à, cái nội dung nào nên dùng nhạc, cái nội dung nào không nên dùng nhạc. Chứ không nên lúc nào nội dung nào cũng nhét nhạc vào mang những các cái giai điệu trong đấy. Và tương tự như vậy, cũng phải nghiên cứu các cái vấn đề liên quan về nhà vấn đề về nhạc, không bản quyền là gì, vấn đề về mua nhạc bản quyền như thế nào. Và tương tự như vậy, các cái vấn đề khi các bạn tạo ra các cái nội dung, kênh bán content hay thì các bạn cũng phải hiểu rằng các bạn phải sử dụng các nguồn hợp lý ra sao để có cái nội dung hiệu quả nhất để lúc nào cái kênh của bạn cũng trong tình trạng đó là gì đồng tiền đô màu xanh và chức năng bật kiếm tiền nó trọn vẹn nhất thì tiền với đến với các bạn là hiệu quả nhất còn nếu như mà các bạn cứ lúc nào cũng trong tình trạng là đồng tiền đô màu đỏ có dấu gạch chéo thì đồng nghĩa với việc là gì số không nó vẫn là số không và đây là cái điều mà gần đây là duy gặp rất là nhiều các cá nhân các cái team bị vấn đề này thì duy muốn chia sẻ để cho anh chị và các bạn chúng ta cùng biết nó là như vậy và vâng là trên đó là một cái nội dung ngắn gọn xúc tích có các cái trường hợp cụ thể đơn giản và nhẹ nhàng cho anh chị các bạn chúng ta là như vậy để chúng ta biết rằng là à những cái nội dung liên quan về cái vấn đề mà những điều mà nhiều chú tôi như vô gặp phải ấy, chúng ta sẽ là như thế và đấy cũng là một trong cái điều mà ở cuối video này duy cũng chia sẻ có nhiều bạn nói rằng à anh duy ơi, tại sao anh chia sẻ các cái nội dung video anh cứ che cái này che cái kia chia sẻ các bạn rằng là không che là dính cuối dối ngay không che là dính vi phạm nguyên tắc cộng đồng trên youtube ngay cho nên là ở cái vấn đề những cái nội dung liên quan về chủ đề hướng dẫn ấy, chỉ cần sơ hở ra một tí thông tin thôi thì các bạn có thể thấy đó là vi phạm ngay. Cho nên đấy là cái điều mà các bạn cũng sẽ thấy là ở các cái dạng video Duy hay chia sẻ thì rất là nhiều các cái đoạn Duy làm mờ nó là như vậy. Đấy cũng rất muốn, rất muốn là chia sẻ ra cho các bạn để các bạn có thể cùng biết nhưng vấn đề là gì? Nuột nó là như vậy. Cho nên là nó có các dạng nằm mờ. Vì bên cạnh đó cũng là các cái nội dung bảo mật thông tin cho các đối tác và khách hàng bên Duy và KT thì chắc chắn là phải có vấn đề về nằm mờ để làm sao an toàn an an tâm nhất cho anh chị các bạn chúng ta đi kiếm tiền. Chứ còn cứ công khai khơi khơi ra thì chắc chắn là mạng online chúng ta cũng không thể nào đường trước được. Đấy là một cái vấn đề mà cũng giải quyết cái câu hỏi mà nhiều bạn có hỏi là tại sao YouTube hay có các video cứ nằm mờ và che đi là là như thế nào? Đúng ạ? Đấy là cái điều mà chắc chắn anh chị các bạn khi chúng ta xem video này chúng ta đã hiểu và biết được cái vấn đề đó. Thế thì trên đó là cái nội dung mà YouTube muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng biết là như vậy. Nếu như chúng ta thấy nội dung video 2 hữu ích và muốn xem cái series liên quan về điều mà nhiều YouTuber hay gặp phải thì chúng ta hãy bình luận comment dưới nội dung video này để Duy biết là anh chị các bạn chúng ta đang quan tâm cái series này, quan tâm những nội dung Duy mà các đang chia sẻ và Duy sẽ làm nhiều các video hay hữu ích để cho chúng ta cùng biết để chúng ta có thể cùng học tập và xây dựng phát triển tốt trên tảng YouTube. Và nếu như anh chị các bạn thấy hay, tuyệt vời, giá trị thì cũng đừng quên nhấn thích video, nhấn chia sẻ video và hãy nhấn đăng ký kênh YouTube của ZUKATE để có thể cập nhật hơn nhiều các kiến thức. Chia sẻ tuyệt vời trên YouTube của Duy.